cũng ra là mỗi năm á là đây là cái thông lệ của công ty Gia Phát, cứ mỗi năm á là mình đã tổ chức tất nhiên tại công ty có chương trình văn nghệ, nhưng mà cái năm này rất là bận rộn và cái nhiều cái chương trình là mình tất cả mọi người làm việc rất là tích cực trong cái thời gian có năm này, nên chúng ta không có đủ thời giờ để mà tổ chức những cái văn nghệ giống như những năm trước. Thành ra mình hôm nay mình tập hợp lại đây tất cả mọi người ăn uống, chứ không phải là làm việc nữa. Có nghĩa là mấy năm vừa rồi mình vừa làm vừa ăn, mà nghe nó mọi người nói là tôi ăn không được, tôi chỉ làm không à, đồ ăn dư quá trời. Thì năm này tất cả mọi người đều ăn, ăn cho no, uống cho say, đến taxi về, đừng xài cái máy nha. Rồi, và năm mới, trước khi tới năm mới thì chúng ta sẽ một năm cũ đầy hoàn thì coi như mình thành công của cái năm 2013 này, và 2014 sẽ tiếp tục làm việc cực lực hơn nữa và mình sẽ thành công hơn của năm 13. Năm 14 sẽ là tốt đẹp hơn nữa, và chúng ta hy vọng năm 14 mình không có phải cực giống như năm 13 mà chỉ vào sản xuất mà thôi. Nhưng mà tuyên bố rằng mọi người rất là vui vẻ và hạnh phúc. Tôi cũng rất là vui là mình có một cái đội ngũ công ty nhân viên rất là hoàn chỉnh, và hy vọng rằng năm tới chúng ta sẽ tiếp tục hoàn chỉnh hơn nữa, và kính chúc mọi người một năm mới đầy hạnh phúc vui vẻ. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người công ty nha. Yeah. Rồi.